Wow, sao lại có 36.000 điểm? Boss Cosma là boss bias mà, phải được đầu 4 chứ. Nhưng mà tại sao? Ủa là sao trời? Wow, tay cầm Gamepad Ranja, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, mô hình Herrscher of Thunder tội nhân Bika, hay còn có cả mô hình scale vợ quốc dân Yae Sakura Dream. Trên trường hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy các món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thiên trường có thể tìm thấy tất tần tật các món đồ phụ kiện, đồ lưu niệm mà mọi người muốn. Mình sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ạc của bạn Soya. Ok, cảm ơn Soya đã cho mình bản ạc để show cho mọi người cùng xem nhé. Ạc bạn này thì level 88 rồi. Level 88. Nhiều mũi quá trời. Đâu để xem nào. Bạn này thì lên tàu được 1414 ngày, 1414 ngày. Wow, rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. 1400 ngày là bạn này chơi game cực kỳ lâu luôn. Ủa mình tới hôm nay là nó đổi giá rồi mà mọi người. 109.000. Ủa mình tưởng là hôm nay đổi rồi. Hay vẫn là 2.199.000 thôi. Mình tưởng là hôm mùng 5 thì nó sẽ đổi cơ mà. Vẫn chưa đổi hả? Hay là chưa đổi? Lạ lùng nhở. Đâu, à vào này xem có nào không? Đâu? No 1. Vậy là 1400 ngày vừa qua là bạn này cày chay thôi mọi người ạ. Nông dân chăm chỉ. Rồi, để xem nông dân chăm chỉ. Và bạn này thì thấy bảo là sim Rita ghê lắm mọi người ạ. Rồi, để xem nào. 1400 ngày thì cũng là một khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà nếu như nhân phẩm không được thơm lắm thì hoàn toàn là có thể là vẫn hơi toang. Nếu nhân phẩm ok một chút thì cũng không đến nỗi đâu. Chúng ta sẽ xem những nhân vật bạn ấy chưa có là chúng ta sẽ hiểu vấn đề luôn. Đầu tiên thì bạn ấy vẫn chưa có một số Valkyria, bạn ấy chưa có cả nick, vẫn chưa có cả Vinfi luôn. Thế thì vực lượng tử hơi khoai nhỉ. Apunia và Mobius, 2 Valkyria DPS điện này. Và PE, Diantura và Silverwing. Tính ra thì cũng thiếu những nhân vật như thế này. Thì nếu những nhân vật khác full gear chấn Primax level thì cũng không đến nỗi là nát đâu. Nhưng mà cứ để xem là có đồ hay không đã. Biết là có nhân vật rồi nhưng mà không biết là có đồ hay không. Đầu tiên là hơi chụp The Void. Bạn này thì cày lên mức rank SS1 cả mà vùng đất hư vô vĩnh kiếp với lại full set Sirin thăng hoa. Có bộ skin nữ hoàng băng giá, mình cũng không nhớ là bộ này. À, có background màu vàng, vậy là chứng tỏ là bộ này được bán với giá là 9.600 pha lê. Bán bao giờ thì mình không biết, nhưng mà bán từ rất là lâu rồi. Vậy nên có cày lên mức rank SS1. Herrscher Flameshine cầm ở chìa khóa rực lửa level 65 với lại full set Murata Himiko. Có skin Time Runner. Đầu tư skin khá là nhiều đấy mọi người. Mắm lửa full gear. Mắm lửa thì bây giờ được cho vào banner tiếp tế tân thủ, cho nên là rất là nhiều bạn có Herrscher of Flameshine. Đấy thì là một nhân vật rất là mạnh luôn. Main mà. Trời ơi, main mà không mạnh thì ai mạnh nữa. Cứ nhân vật nào là main chính là kiểu gì cũng sẽ sắp sửa on meta. Thề luôn. Vùng đất trừng phạt phán quyết full set Caravaggio. Cái set này thì trông khá là mờ lèm. Đẹp, cái art của nó rất là đẹp luôn mọi người. Mặc dù là nó hơi bị phế vật một chút. Lightning Queen, cái set đấy thì nó là chấn phái của Rita rank A, Rita Robot đấy mọi người. Rita đam điện robot. Bí ẩn, cái gì? Tên là gì? Thợ săn đánh thiết mọi người. Aqua Ringstone, bộ skin rất là đẹp luôn. Một bộ skin là đổi màu. SS0, Herrscher of Thunder, 1401, thất lôi Narukami level 65 với lại full set Hender. Ok, nhưng mà mới chỉ ở mức rank S0 thôi. Thì mình cũng không biết là có gánh nổi team điện không. Thiếu cả Apunia lẫn Herrscher of Thunder. À nhầm, thiếu cả Apunia lẫn Mobius. Mobius thế thì gặp team dị năng. Không phải dị năng, boss sinh vật mà búp điện thì hơi mệt. Nhưng mà boss sinh vật mà búp điện nó làm gì có con boss nào là boss sinh vật búp điện. Chắc là Bloop. Không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Bonnie 19C với lại full set Tegenia. Ok, bạn này có Hazabuni full gear rồi. Full gear thì sắp boss băng rất là mạnh luôn. Herrscher of Reason rank SS cầm ở vùng đất chân lý Khải Huyền. Có Anna không? Ok, full set Anna luôn đâu để mình lắp cho xem nào. Xem tấn công 1400 thôi hả? Vùng đất chân lý Khải Huyền cũng level 65 rồi mà nhờ. Gì đây, skill bạn ấy không có nâng hả? Đây này, khi thỏi biến hình hồi 120 điểm cấu tạo, tại sao bạn ấy không nâng hả mọi người? Bạn ấy có cày lên SS rồi cơ mà. Herrscher of Reason, tiếp theo là Himiko. Thì Meco Bro có skin ấy, có skin thì phải sâu chứ, thì phải review cho người ta chứ, chẳng nhẽ lại có skin lại đi cất đi, rất là đẹp luôn, rất gì về này nọ các bạn ạ. Ui, quả địa máu tươi trông chất chơi vãi, quá là chất luôn. Nhưng mà mỗi tội là ô 2 cây luôn mọi người, 2 cây địa máu tươi, chẳng bù cho mình chẳng có cây nào luôn. Terry, giáo chủ Terry Apocalypse Luna, đây là ok, full set thủy kính với lại cây cánh diều thân thờ luôn, SA3S. Wow. Ô, mình cứ tưởng là full gear cơ, hóa ra là có một cái mid thôi. Top bot Tigenier, lại là Tigenier. Wow, được phết nhờ. Chấn nữa, chấn level 55, cái cây này thì nó là chìa khóa thần. Paladin bạn ấy có cày không? Thì có mọi người ạ, bạn ấy có nuôi lên 3S rồi. Kapka cây chấn, tại sao không nâng mắc cây này lên làm DPS luôn? Quá là tuyệt vời luôn đấy, tại sao lại không nâng nhờ? God Cadronzi và thấy 11 và Valkyria Judas rank SS. Fuhua thì sao? Fuhua thì được cái là full Fuhua rồi. Đây là SKM thì bạn ấy có nuôi được lên mức rank SS. Huyết Nguyệt Ma Ảnh và bộ skin là gió và mòng biển, rất là đẹp. Mỗi tuần ao beta cho nên là cũng không có người dùng. Trước kia thì mấy bộ skin này thì mặc chung được mọi người ạ, mấy bộ skin bikini ấy. Nhưng mà bây giờ thì bộ nào là của ai thì người ấy mặc, không có cái chuyện mặc chung nữa. Như thế thì cũng khá là không vui, không hề vui. Ở đây thì bạn ấy chưa có kiếm gãy nên là bạn ấy đang lắp rất là nhiều set linh tinh luôn. Hơi cho xem tiền thì là Valkyria support vật lý rất là quan trọng. Nếu như mọi người muốn xây dựng một team vật lý ổn định thì mọi người nhất định phải có hơi chơi xem tiền. Điều đầu tiên để xây dựng một team vật lý đó chính là hơi chơi xem tiền. Và điều đầu tiên để xây dựng một team lửa đó chính là Vân Mạc Đan Tâm. Hai Valkyria support cực kỳ mạnh, không có là coi như vứt luôn một team thật. Bạn ấy có bộ skin dắt vàng này, bộ này là bộ váy cưới, cũng bán với giá là 9.600 pha lê, khá là lâu rồi. Còn bây giờ nó có quay trở lại nữa hay không thì mình nghĩ là không, chắc là không đâu, iChan sẽ không cho quay lại nhiều thế đâu. Còn đây là Full Rosemary 3S luôn, FR trần level 65, 2 set handle luôn, thật á, 1.500, còn cầm cái set 1.539. Oh wow. Vậy là bạn ấy cầm Full Rosemary đi làm DPS hệ lượng tử luôn rồi. SK, đó đây là AKA trần level 65 với lại là full set Anna mọi người ạ. Bạn ấy cài lên 3S luôn, tấn công 1501. Có skin. Ui, bạn ấy có cả bộ lời thề tường vi lẫn cả bộ cán kia xa, full skin của Arena Artemis. Đấy, sim Rita có khác. SSS. Còn mỗi Spina Astera là dừng lại ở mức rank SS thôi. Ám tường vi 3S trấn với lại full set Kapka. Thợ săn ảnh thiết. What? Ủa? 1, 2 set thôi, với lại mình mới đổi. Bạn này có 2 set thôi mọi người. Mình cứ tưởng full 3 set handler thì quá là đỉnh cao luôn. Người thu thập gen, bạn này có full set đâu? Đây rồi, úi rồi ôi. Sim chúa Rita mọi người ạ. Fallen 3S full gear, Arena Thermid 3S full gear. À không, có mỗi này thì chưa full. Thợ săn ảnh thiết cũng full gear rồi. Speeda Astra mức rank SS1, 41 mảnh. Wow, thiếu 9 mảnh nữa là bạn đến lên được SS2, tấn công 1500. Tấn công 1500 luôn. Trần level 65 với lại full set Rana. Wow, được nha. Mỗi tội là Speeda Astra thì ra mắt khá là lâu rồi nhưng mà không có skin. Chắc là mình nghĩ là phiên bản 6.2 thì sẽ có skin của Rita đấy mọi người. Bởi vì còn mỗi Rita là không có skin thôi, là chưa có skin. À có cả Raven nữa, nhưng mà Raven thì là cái skin gì ấy. Griselle cũng có skin rồi. À Vinfi cũng chưa có skin mọi người. Thế thì sắp tới mình nghĩ là phiên bản 6.2 thì có thể là Vinfi và Sabina Astera hoặc là Raven. Nhưng mà Ryan có 2 bộ skin nạp rồi. Ok, đào thị bí ẩn trong đêm mức rank SSS. Trọng từ bậc trả, hồn yêu đao huyết anh tịch diệt. Có skin ảo mộng SSUA, người đi đào hẳn ngục bằng thiên. Ok, Kailen. Oh wow, Kailen rank A có skin. Ê, bấm vào test làm gì? Test làm gì, đằng nào ao meta rồi. Có thấy trang phục mới đâu. Galatica gì đây? Top Bot Alan Poe Mid Columbus hả? Bò Minh Đào. Seele không biết bạn này còn nuôi không? Seele đây là SP. Thôi, Seele có nuôi không thì cũng có quan trọng đâu. PKE Top Bot không có đen mọi người. Nhưng mà được cái là có cây hắc u bảy hoa rồi, có hơi chơi xem tiền rồi. Bởi lên sinh hốc rank S0 Fit công chúa định tội SSS địa văn ban đêm với lại full set quang nhân G. Ok, support điện bạn này nhiều handler lắm. Elysia vật lý của bạn thì mức rank SS1 nhưng mà không có chấn à? Sao chán đời thế? Elysia SS1 rồi mà không có chấn giống mình. Trời ơi, tại sao lại không có chân? Không có chấn là cất đi. Mặc dù ở đây thì là một nhân vật hiện tại thì rất là mạnh luôn. Đây là Herrscher Human Pristine. Ok, full gear, tấn công 1395, Herrscher Human 3S. À nhập, Herrscher Human SS thôi, full gear. Rất là mạnh. Hasubuni full nữa, Mobius thì chưa có mở khóa. Raven Ox, Killing Wing với lại full set Oxlock. Bạn này thì đồ cũng khá là đầy đủ ấy mọi người. Bạn này có cái mid Paganini rồi đúng không? Carom Pepper có cái mid mà không dùng hả? Cũng có thể gọi là dùng được rồi. Pardofelis SS chấn level 60. À không, mới chỉ level 55 rồi với lại full set patest. Ok, vậy là bạn ấy có một team băng rất là bá luôn. Cái đấy là rất là bá luôn trong thời điểm hiện tại. Echo Paradise Fushender. Ô, Bob Paganini này top nữa đúng không? À thiếu top mọi người ạ. Thiếu chấn và thiếu top. Thế là cầm đi làm support được rồi. Griselle thì bạn này có cày lên mức rank SS nhưng mà không có Elysia Astra, cũng không có Kazene. Nhưng mà được cái là có mua skin mùa hè như tranh, rất là đẹp luôn. Bộ skin này thì nó hiệu ứng bung lụa luôn, đàn chim phấp phới, điện thoại phải gọi là nóng bừng. Trời ơi là quá nhiều hiệu ứng. Ok, còn đây là không khí nhá, có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 cây đã rất vàng và 1 2 3 4 5 6 7. Còn đây là khẩu khí nhá. Đầu tiên thì bạn này có một Pristine, full Pristine này, 2 set Hender là 3 4 3 test, 5 Randa, 6 Aslock. Top mid bot. Ôi 2 set luôn, 6 này, 7 Murata Himiko, 8 Wang Genji. Top mid bot Tigania là bao nhiêu mọi người? 1 2 3 4 5 6 7, cái này cứ tính 2 set đi mà thôi, tôi tính 6 set thôi. 7 8 9 10 Iren, 11 Anna, 12 Benares, 13 Thủy Kính, 14 Full Margaret, 14 Full Margaret. Thế thôi. Top mid Jean. Ok, một cái mid May, một cái bot new, hơi ít bot new nhở. Mười mấy set full. Nông dân khá là thơm đấy, không hề nát mọi người ạ, rất là thơm luôn. Tuần trước thì bạn ấy xếp bạn 5,11%, tổng được 115.498 điểm, Kalen 30.293 điểm cầm mà. Ok, PKE nhưng mà không có đồ, có mỗi cây hậu em bẻ hoa thôi. Boss BKE thì 38.933 điểm, hơi chiều Thunder. Anh Quyệt chụp vào Cosma 46.272 điểm, 46.000 cầm. Hơi chiều Human full gear mà tịch diệt luôn này, 21.556 điểm cầm. Speeda Astra SS1 đứng thứ 9 và anh Kiệt trục vào Cosma 21.469 điểm, đứng thứ 3, 469 điểm mà đứng thứ 3. À vực tịch á? À đâu? Bạn ấy được cộng 100 cúp nên là bạn ấy mới được lên tịch diệt mà. 469 điểm mà lên mà đứng top 3. Really? Bảng lên tịch diệt luôn rồi này. Bạn ấy đang đánh được 21.133 điểm rồi, được có 133 điểm thôi. Mặc dù là full gear hết sạch luôn. Full gear mỗi tuổi là không có trợ chiến thôi. Đâu để cho ông top 1 700 điểm. Cũng thế mà, cũng ngang nhau thôi. Đổi cái bot Kazene với lại trợ chiến, có trợ chiến. Cũng không có ông nào được SS đâu mọi người ạ. Mà sao đánh được hơi thấp nhỉ? Hay là bạn ấy chưa muốn đánh thôi. Nhưng mà công nhận nếu như tuần trước bạn ấy được có 400 mấy mà đứng top 3. Mình nhớ không nhầm là mình đánh được 400, thấp hơn bạn này 455, chính xác là 455 điểm, đứng thứ 6 thì sao. Nói chung toàn điểm thấp thôi, toàn ông 700. À không, 700 thì không có, chắc là 600. Nhớ không nhầm 600. Ok mọi người, nhận xét gì về của bạn Soja thì hãy nhận xét xuống bên dưới để cho mình và bạn ấy cũng biết nhé. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đến với thứ hai đời. Rồi ok, mình đã quay trở lại với nick thứ hai rồi đây. Nick này thì của bạn Sim Tà Rí. Bạn này thì level 80 mọi người ạ. Bạn này thì F cấp, hồi lâu lắm rồi mới gặp được một ông F cấp mọi người ạ. Bây giờ là hơi bị hiếm rồi. Cái này bây giờ thành hơi bị hiếm rồi. Lên tàu được 1029 ngày hay là lên tàu được rất là lâu rồi, chơi 1000 ngày mà ở level 88, à level 80 quyết định là không có đột phá siêu hạn. Ồ, chiến thắng của một ngày này, đâu nào có nhiều không? 60.000, 60.185 pha lê. Là bao nhiêu tiền đây? 60.000, 20 triệu. 20 triệu 1000 ngày. Vậy là này nếu như mà khu cao mà có tịch diệt thì chắc là mình nghĩ là ông này trụ tịch diệt luôn rồi ý. Bởi vì nạp quá nhiều, chơi quá lâu mà vẫn ép cấp. Đây là một nước đi thật sự là đại hạ nhận của tại hạ một lại đấy. Không phải là ông nào cũng được như này đâu. Cái này là tức là kiểu có tính toán hẳn hoi. Đấy, cái này là có tính toán hẳn hoi này. Cái này là rất là nhiều chất xám đổ ở đây đấy mọi người. Không phải là ạc nào cũng được như này đâu. Kiểu tiện có ông là đúng phát lên level 81 rồi. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu 4 Valkyria nữa là Herrscher of Human. 4 Tạch Red rồi. Đúng không? 77. 77 cũng không tạch nhiều lắm đâu. Thiếu có 4 Valkyria thôi. Nếu như những Valkyria khác thì hoàn toàn có thể gánh team. 4 là... à không, không có Herrscher of Human thì không biết là tuần trước bạn ấy... không, tuần này không biết là có ngáp nổi không. Bởi vì nó có bút bản đấy mọi người. Herrscher đây, mắm lửa. Xoay sâu từ dưới lên nhé. Sâu từ Vinfi đi. À Vinfi thì bạn ấy chưa có mở khóa. Griselle thì rank S0 thôi hả? Gracell thì là Valkyria support vật lý. Phạm Trần nan độ chưa có Echo. Bạn này không có lắp phương án trang bị nên là mình không biết là bạn này có đồ hay không đâu nhá. Chỉ biết là cầm cây Kigol thôi. Fushender thiếu chấn à? Lời nguyền tạch chấn à? Apunia chưa mở khóa. Pardofelis không có Pates. Ồ, cứ tưởng ngon hóa ra lại cũng không ngon nhỉ. Mấy Valkyria gần đây có vẻ là bạn ấy không có đầu tư. Ở đây thì bạn ấy có cây chấn rồi nhưng mà không có Paganini, không có gì hết, mặc dù là đã cày lên mức rank 3 hết. Carom Pepper thì là Valkyria support vật lý thiên về phá giáp nhiều hơn. Obskin Wings, ok, Fusion Slot rồi, Valkyria quốc dân mà gần như là ông nào chọc full. Nhưng mà ạc bọn này thì mới đang ở khu cao thôi. Mobius rank S1. À, chấn chưa nâng được lên level 65. Lanius của bạn này full gear luôn, có skin luôn mọi người ạ. Con gái của san hô, bộ này thì bán với giá là 9.600 pha lê. Mình cũng không nhớ là ở vơ nào nữa, như là vơ 5.9 hay sao ấy, hay là vơ 5.8 không nhớ nữa. Nói chung là bộ skin rất là đẹp luôn. Mobius thì cực kỳ là mạnh. Elysia 1000, à không, rank SS0 mọi người ạ. Chấn không có. Herrscher of Human cũng không. Elysia mà không có chấn thì xác định là vứt, xác định là nằm yên trong hòm thôi, không có dùng được. Trời ơi, bây giờ trên tàu toàn người đã bay màu này, người chết, người chết thì nghe nó hơi quá nhưng mà thật sự là rất là nhiều. Nhưng trong đây toàn những người đã không còn trong cốt truyện nữa rồi mọi người ạ. Chỉ còn những một vài main chính thôi. Columbus mid May. À đâu, mid Ray có mấy cái mid thôi à. Nhưng mà đây của bạn này thì mới chỉ mức rank S0 thôi. Duranda BKSS hp về khoa vòng xoay sáng tạo Tommy Denbot Elysia. Ok, SS thì chắc chắn là sẽ rất là khỏe luôn. Gánh team vật lý rất là mạnh. Rừng phỉ thúy và thợ săn gió. SS thiên nguyên kỵ anh. Chấn thiếu mít hả? Thiếu mít biên ca sân khấu. Không, à có chấn thế. PE thì là Valkyria DPS vật lý. Hai Valkyria DPS vật lý luôn, thương hoán tinh sao nhân mã với lại full set Speeda Trip. Bạn này có mua bộ skin lầy hẹn thập tự tinh, bộ skin dắt vàng và một bộ skin ở trong 7 Event Spending ấy mọi người. Bộ skin rất là đẹp luôn. Tóm cái váy lại là Dodo của bạn này đầu tư rất là nhiều. Thương diệu tinh luôn này. À không, thương diệu tinh không phải. PE sắp tới thì có skin đấy mọi người. Không biết là bạn này có định ron hay không. Bỉ ngạn song sinh SS, cửa bỉ ngạn kết nối với lại full set Alampoe. Nick thì sao? Nick S1 đối với vực máu với lại full set Anna. Ok, chưa có Werner nên là bạn đang lắp full set Anna. Nick thì cầm Anna cũng được. Bạn ấy chỉ cần có Pates, Full Gear, Hatsubuni, Full Zigenier là quẩy tưng bừng luôn. Thật, quẩy tưng bừng luôn. Chỉ cần có hai support ổn. Ở đây thì công chức ngủ trong rừng với lại full set Tiken, bom anh đảo bias, đảo công blueberry bias, cầm cây hắc đế kiếm. Wow, wow, người chơi sưu tầm đồ cổ. Đào thị. À đâu, đây là Lê Thị, đây mới là Đào Thị. Không có cày, UA thì cũng có nuôi chơi chơi lên được mức rank SS mọi người ạ. Rita SS1, Diên Vĩ với lại full set Irene cũng chẳng thiếu gì nữa. Từ support cho đến DPS bạn này rất là đầy đủ. Ôi người ta nạp nhiều mà 20 triệu của người ta chỉ ít gì 20 củ đấy. Sabina Astera, full set Rana, ok. 20 triệu 1.000 ngày. Nếu ạc mình mà nạp 20 triệu thì thề đồ ạc mình nó sẽ đỉnh của shop luôn. Hóa vô tồn, full set Broken Sword, support vật lý khỏi bàn. Vân Mặc Đơn Tâm S1, tụ Trình Vân, vua Maghreb đâu? À đây full set vua Maghreb rồi, support lửa điện băng. SA thì có cánh diều than thở, full set thủy kính. Chơi lâu thì chắc là cái set đấy full gear cũng đơn giản thôi. Bây giờ thì có thể mua được trong BP nữa. Và mình mình vẫn tiên đoán là nó được vào G3 nhưng mà lâu lắm tôi vẫn chưa thấy xuất hiện G3. Pamikita ở võ đại sắc Newton, Paladin, full set Kapka chấn level 50, mức rank SS thôi. Cày lên 3S quẩy cho nó sướng bạn ơi. Quẩy tưng bừng luôn. Gì đây, top bot Tigania và mid Tesla banh điệu máu tươi. Làm giá chơi điệu máu à? Hai cây hắc đế kiếm luôn. Còn đây là cây kiếp diệt, toàn chỉ có thần thôi. Cái gì đây? Top bot Wang Yanji, điệu máu tươi. Wow, có vẻ là dàn support của bạn này hơi bị phong phú. Bunny 19C với lại full set Tigania. Ok, full chưa? Ôi dồi ôi, 3 cái mid, 4 cái mid mây. Wow, bạn này có vẻ chuộng mid mây nhờ. Nhưng mà không hề có mid Tigania. Thôi thì cũng gọi là 3/4 ấp vừa lấy sâu. À không, bé mèo có đồ đâu. Bé mèo không có đồ. Herrscher of Reason SS rồi. Sắp tới không biết là bạn ấy có định nạp để mua cây trần mới cho Herrscher of Reason không. Dimension Boundary cũng mức rank SS rồi. Gì mấy AKA nổi cơm địa. Lightning Queen SSS top mid. Ok, support Herrscher of Thunder SS1, 1374 trần level 50 với lại full set Benares thức tỉnh. Black Joy SSS. Ok, hơi chơi Thunder cũng SS1 rồi. Trợ chiến thì bạn ấy có ron được ra chấn hồn K2 sao này. Wow, vũ khí thứ 4 sao luôn. Wow, trời ơi, 4 sao, 4 sao, 2 sao mọi người ạ. Wow, bạn này đầu tư vào dàn trợ chiến hết nước chấm luôn. Đồ rất nhiều mọi người ạ, nhiều lắm luôn. Này, lệch rate cũng rất nhiều luôn. Eo bạn này chứng tỏ là làm nhiều là chủ yếu bạn ấy ron đồ thôi mọi người. Phải ron rất là nhiều. Với lại chắc là cũng chưa đột phá siêu án ấy. À không, bạn ấy cũng có thể bạn ấy phân giải để lấy cái mảnh Honkai để nâng. Cái gì đấy? Top mèo à? Tiếp theo là kho vũ khí này, kho, à nhầm, đây là kho huyết thánh. 1 Fushender, 2 Rana, 3 Lanius, 4 Aslock, 5 Elysia, 6 Muratamiko, 7 Wang Yanji, 8 Tigenier, 9 Shakespeare, 10 Dicken, 11 Irene, 12 Anna, 13 Benares, 14 Thủy Kính, 15 Đen, 16 vua Maghreb, 17 kiếm gãy, 18 wow top mid bot 18 Alan, 19 Kapka, 20 Siritawa, top mid Jean, top mid Jean, 4 cái mid May, 2 4 6 cái bot new, top Newton luôn, mèo Scotland the card, bot Shakespeare, mid bot Cleopatra, rất là nhiều set full. Nhiều tiền là ở đây chứ đâu. Tuần trước thì bạn ấy xếp vào 0,8% hay là cài lên 31.840 điểm. 31.800 là điểm rất là cao luôn. Griselle hơi chơi xem tiền với lại Carom Pepper BKE 31.893 điểm. Và cuối cùng là anh Kiệt chủ quả Cosma 36.000. Ơ? Wow, sao lại có 36.000 điểm? Boss Cosma là boss bias mà, phải được đầu 4 chứ. Nhưng mà tại sao? Ủa là sao trời? Sao đánh được có 36.864 điểm mà sao lại tuần trước lại xếp hạng 0,8%? Hay nói chưa loan. Trận. Rồi để làm gì? Rồi cái nút này để làm gì mọi người? Hai boss bias là boss PKE và boss anh kiệt trục và Cosma. Bạn này thì mới chỉ 36.000, vậy là bạn ấy chỉ đánh boss 2S thôi, bạn ấy không đánh boss bias. Mà 0,8%. Wow. Wow, cái đấy là wow thật đấy. Và đang ở vực lượng tử. À trời ơi, bạn này đang ở khu cao, có phải là khu ếch đâu. Khổ quá. Vực sen đỏ. Cái này không trụ sen đỏ dưới ai trụ hả trời. À quá là VIP luôn. Mình cứ tưởng là này khu ếch thì cơ. Tóm cái váy lại là quá là wow, quá là kinh khủng. Không còn gì để mà bàn luôn. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé. Mọi người có nhận xét gì về của bạn Sim Terry thì hãy nhận xét xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.